Hi, Bãi Rắn Xuân Lộc Đồng Nai xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình đi thăm bãi có ông Trung bắt ông đi cùng nữa các bạn. Này ông không có hên đâu. Cái ngay đó nói chung à. Ngay chỗ cái đầu đó đi vô cái là thấy liền á. Ở đó, cái bên tay phải mày á. Tay phải mày tay nào? Thấy không? Luôn. Cho bả lửa luôn. Trời ơi, xuống các bạn ơi. Trời ơi. Dạ nè. Con gì á? Nè xin ra coi. Ù, mẹ khủng. Trời ơi. Con gì mà đang thui vậy? Ừ. Trời ơi, con gì bự lắm các bạn ơi, mà không biết con gì nè, đang thui tại tối quá đây. Má ghê quá. Con gì á? Cái đầu bự lắm Trung ơi. Ừ. Đây đây các bạn nè. Trời con gì kỳ ta? Hổ đất Trung ơi. Hổ đất hả? Không phải đâu. Con mèo. Con mèo á. Con mèo hổ đất hay gì đó. Đây đây lấy Trung. Nè. Nè lấy cái này nhỏ thôi. Trời ơi con bự ghê bích lòng luôn bạn ơi. Này coi giờ nó phun nha. Hổ đất hả? Đây mà không có hổ đất đâu. Ô con mèo. Mèo bạn ơi, to lắm. Trời ơi. Đâu rồi. Cứ chừng đừng cắn lòng nó mà. Dở lên từ từ thôi. Hả? Trời ơi, nó bự khắc bạn ơi. Dở lên không nổ luôn. Đi tránh nó lên dở nha. Đó dở bên kia bỏ cái cây bên kia dở cao lên. Trời ơi nó bự. Con này cả ký á Trung mày. Bạn rồ. Trời ơi. Trời ơi con hổ mèo. Mới nói là hổ mèo đây nè. Ê, bỏ thấp xuống. Đợi, mày kéo ra tao đứng bên đây để tao quay. Trời ơi, con hổ mèo bự. Kéo ra. Hổ mèo quanh kia quanh ra ngoài chỗ này. Trời ơi, con hổ mèo bự các bạn ơi. Lần đầu tiên. Trời ơi, con hổ mèo bự. Trời ơi. Trời ơi, hổ mèo. Đã. Con cái bọc hả? Trời ơi, có cái bọc à. Trời ơi, hổ mèo bự. Trời ơi, khủng khiếp. Các bạn có cái đầu nữa kìa. Có cái đầu nữa nè. 4 ô luôn các bạn. Phun vô chung à. Con này mới vô chung nè. Trời ơi, nó bự vậy sao? Trời ơi. Nó không ăn, không ăn chuột luôn. Rồi các bạn có con hổ mèo bích lòng các bạn nè. Đó. Trời ơi, đúng luôn. Rồi đem lên em kia ra ngoài kia kìa. Đem ngoài kia. Nó không phun đâu, nó mày đừng ngước cái đầu mày lên, đừng có đưa xuống. Đưa đầu lên. Đó đem ra ngoài kia. Trời ơi. Đem đừng có nhìn cho nó. Đem ngay chỗ cái đó, ngay chỗ cái lá chuối đó. Rồi bỏ xuống, phun đó. Trời ơi. Tôi mới nhìn cái gì ghê, con gì bự dữ chứ. Trời ơi. Các bạn này lần đầu tiên thấy con hổ mèo luôn các bạn ơi. Điện kèo liền. Trời ơi. Quá khủng. Cả ký lô Trung ơi. Trời ơi, con hổ mèo mà cái này làm cả ký lô là không phải đơn giản các bạn nha. Trời ơi hổ mèo. Tao nghi rồi. Khu vực này là chỉ hổ mèo, hổ dợn thôi. Trời ơi nó to. Khủng khiếp. Rồi các bạn ơi. Mình nghĩ con hổ mèo này là các bạn chưa từng thấy ở cái kinh nào các bạn. Chỉ có cái kinh này mình có nè. Con hổ mèo này nè. Trời ơi, con hổ mèo chà bá lửa luôn. Nhỏ thôi. Ừ, con đã lắm. Các bạn nè, lần này bảo đảm là cái ở đây là chỉ có Bình Thuận này nọ là có con hổ mèo bự cỡ này thôi. Chưa từng thấy con hổ mèo bự như này các bạn. Cỡ đó đó. Coi gỗ nó mập luôn luôn. Ai biết không, để từ từ đã. Trời ơi. Vừa đi thăm bẫy nè. Ừ, khủng khiếp. Đó các bạn nè, trời con hổ mèo. Ừ, nó to như bắp tay á. Ừ. Đó các bạn coi để mình quay review cho các bạn coi rõ nè. Ừ. Lần đầu tiên mình bẫy được con hổ mèo khủng vậy nha các bạn nha. Vừa mới vô cái này cái thứ mấy ta? Ừ, tại bên kia nó dính nhạt nên ra mình không có quay nha các bạn nha. Không biết nãy giờ có dính nhạt không nữa. Mà nếu mà dính nhạt thì chắc mình sẽ chụp gửi cho các bạn xem thôi chứ còn cũng không có quay được. Con này rất là to các bạn nha. Đó, cẩn các bạn coi nè, này cái đầu các bạn nè. Đó, các bạn thấy kìa. Trời ơi con hổ mèo. Lần đầu tiên luôn. Đúng không Trung? Ừ. Trời ơi các bạn con hổ mèo. Lần đầu tiên trong đời. Trời ơi con hổ mèo thiệt sự luôn á. Bắt ra đúng không? Bắt không? Bắt luôn đi. Bắt luôn đúng không? Má bắt luôn bây giờ lỡ mà dính rắn nữa thì lấy cái gì mà đựng đây? Hay là lấy lòng về? Để chập đó đem về. Chập đem về đúng không? Ừ. Đem về sao cầm?
cầm được lấy, không để đi đi một vòng đã, nếu mà không có để giấu cái lồng này đi, nếu mà đi thăm hết đi, nếu mà không có nữa thì mình sẽ bắt luôn, còn có thì mình sẽ lấy cái lồng về. Rồi con hổ mèo các bạn ơi, này là cổ rồi đấy các bạn nha. Đó, này là sư phụ của tất cả các loài hổ nha các bạn nha, này là đại mãng xà thứ dữ luôn á. Trời ơi, con hổ mèo lần đầu tiên luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi, nếu mà không có lát mình quay lại mình bắt rồi mình sẽ đem về nha các bạn nha, tại vì có đem đến một bao lưới à. Rồi đây có cá nữa các bạn ơi, đây là mình đón rắn cô đơn đi đó. Ở đó cái nó đó, bạc cái bạc đó. Úi, quất con khủng nữa coi. Rồi chấm rồi, nhẹ hiều có gì không, có gì trong đó không? Ô, chuột chà báo, cho nó bịt lúa cho. Thôi mình dừng lại các bạn nha. Rồi tiếp tục cái nữa các bạn. Đó ngay chỗ cái đâm chanh ngã đó. Bước qua cây này. Ừ. Vô đây. Ừ. Trong đó đó, đúng rồi. Nhìn xuống. Tay phải xíu. Quá vỏ. Có không? Cho bịt lúa luôn. Còn chục không? À, đã thiệt chứ. Chết luôn các bạn ơi. Dưới đây có con cái các bạn. Nè cái hồ này chung nè. Không à. Ồ cái này không dính các bạn ơi. Này êm ghê luôn, không dính đâu. Hai lần mình thăm mà không có dính luôn các bạn. Chuột con. Cho nó con xích ra nó phun á. Bây giờ mình bắt ra nha các bạn. Rồi nó phun rồi các bạn nè. Cho nó ra nó phun á nè. Giờ bắt nó ra các bạn nè. Con này nó rất ghê đúng không? Phun nha các bạn. Nè bạn cầm chung. Cầm giữ cái tay quay nè, cầm đó. Đây bắt ra nha các bạn nha. Con này không phải là dạng dừa. Con là dạng con hàng khổng lồ các bạn. Rồi để ông anh quay rồi mình sẽ bắt ra các bạn xem. Con mèo anh xích ra đây nè. Phùng á. Dài hôm luôn mà đánh xa ra được thì nó không mất á. Quay lại. Qua đây nè, mới thấy được. Ừ.
gỗ nó cũng nọc phung kìa. Quay quay cái nọc này trong này. Đó, nọc phung các bạn nè, ướt hết luôn nè. Thấy không? Ủa, con sắp gì? Quá khủng ra. Quá nhiều. Ngõm luôn hả? Con này cái ký luôn các bạn. Quá quá tệ. Này các bạn này. Hổ mèo vậy là hàng hàng cổ nha các bạn. Ký lô luôn á. Quá khủng. Thôi mình xin kết thúc ở đây các bạn nha. Đổ cái trong này.